Nha xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của chương trình Chào Buổi Tối của hệ thống truyền thông Cali Today. Và Nha xin chào anh Nam. Xin chào Hương Giang và trân trọng chào quý vị. Hôm nay một ngày rất nóng miền Bắc California mà chưa đủ từ quý vị. Cuối tuần này và tuần tới nóng hơn. Cho nên dạ, đúng là như vậy. Và cuối tuần này, vào ngày đặc biệt ngày thứ Bảy, nhiệt độ ở vùng vịnh San Francisco có những nơi sẽ lên đến hơn quá 90 độ F, thưa quý vị. Như vậy thì Hương Giang vẫn nhắc nhở quý vị thính, khán thính giả cao niên cũng như là những phụ huynh có con nhỏ thì phải hết sức là cẩn thận khi mà đi ra ngoài trong cái thời tiết nóng bức như vậy. Tình hình chính trị Hoa Kỳ thì... Cô có vẻ đang trả giá với ông trời. tin tức cho biết là trong những ngày tới có những ngày lên trên 100 độ, đó là ba con số. Và như vậy quý vị biết trên 100 độ thì nóng bức lắm và miền Bắc California đang bước vào cái giai đoạn mà những ngày hè oi ả, phải không? Cho nên Hương Giang cũng trả giá với ông trời xuống còn 90 độ thôi. Dạ, hơn 90 độ ở một số nơi. Nhưng mà anh Nam biết là năm nay mùa hè bắt đầu khá muộn so với... Nhưng là thời tiết Hương Giang, nói đúng hơn là thời tiết của vùng vịnh San Francisco vào năm nay thì nó hơi bất thường, rất là thất thường so với những năm trước. Năm nay thậm chí cho đến tháng 4, đầu tháng 5, giữa tháng 5 thời tiết vẫn còn mát hoặc là thậm chí có ngày nó lạnh, vẫn giống như là mùa thu vậy. Cho nên là thưa quý vị, thời tiết thay đổi rất là thất thường. Còn tình hình chính trị Hoa Kỳ thì vẫn rất là nóng hổi với, thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì những tin tức mổ xẻ chung quanh cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ, cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ tách rời chia cắt trẻ em khỏi bố mẹ di dân lậu vẫn đang được đem ra bàn luận sôi nổi, bàn tán và, thưa quý vị, tranh cãi rất là gắt gao. Vào tối ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc gặp gỡ với các vị dân biểu lãnh đạo của Cộng hòa tại Hạ viện. Và tại cái cuộc họp vào buổi tối ngày hôm nay theo giờ miền Đông thì Tổng thống Donald Trump đã thúc giục Hạ viện thông qua hai cái dự luật về di trú. Thưa quý vị, theo phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, ông Rasha cho biết là hai dự luật này nó đáp ứng được những yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, chẳng hạn như là xây tường biên giới cũng có trong đó và chỉnh sửa đổi những cái lỗ hổng về di trú. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì đã có một người phụ nữ, một người mẹ mang quốc tịch Guatemala, người phụ nữ này là di dân vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và bà ta đã khởi kiện chính phủ Donald Trump. Và cái mục đích khởi kiện rất là đơn giản, bà muốn tòa yêu cầu chính phủ cho phép bà được đoàn tụ với con trai 7 tuổi. Thưa quý vị, người phụ nữ này trong cái đơn kiện cho biết là hai mẹ con đã vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ở Arizona và hai mẹ con bị bắt giữ. Hai ngày sau thì con trai 7 tuổi của bà ta bị tách ra khỏi mẹ. Và sau đó thì bà được biết, được thông báo, được chính quyền thông báo là con trai bị đang được trông nom trong một cái cơ sở của văn phòng tái định cư. Thưa quý vị, một cái văn phòng của Bộ Y tế dành cho những người tái định cư và văn phòng tái định cư dành cho người tị nạn. Thưa quý vị, và bà được nói chuyện với con trai của mình trên điện thoại, trên đường dây viễn liên một lần và sau đó thì bà không có biết tin tức gì thêm nữa. Đến ngày 15 tháng 6 vừa qua, tức là cách đây 4 ngày, thì người phụ nữ này được chính quyền thả ra bởi vì sau khi bà đóng cái tiền thế chân. Tuy nhiên, từ ngày hôm đó cho đến giờ, tức là 4 ngày trôi qua, thì bà vẫn chưa có biết tin tức và tình trạng của con trai mình như thế nào. Và theo cái hồ sơ kiện cho biết, có vẻ như người phụ nữ này thì không có thuộc cái diện mà nằm trong cái chính sách Zero Tolerance của chính phủ ông Donald Trump mới đây vào hồi tháng 4 được Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions công bố. Thì bởi vì người phụ nữ này mặc dù vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ nhưng mà không có bị cáo buộc hình sự. Và thưa quý vị, cái vụ kiện này thì không có yêu cầu tòa phải ra phán quyết rằng cái chính sách này của chính phủ Donald Trump là bất hợp pháp. Trở lại với Nam. Cô vừa nói cái chữ là Zero Tolerance, là bất khoan nhượng đó. Dạ. Thì chính sách như thế nào thưa cô? Dạ, thưa anh Nam, thưa quý vị, trước đây thì những cái người nào, những cái di dân mà bất hợp pháp, vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thì nếu như bị bắt giữ thì họ không có bị tách bố mẹ ra khỏi con cái. Tức là thực ra cái việc mà tách rời con cái ra khỏi bố mẹ thì không có phải như Hương Giang ngày hôm qua đã loan tới quý vị là đây, lưu ý tới quý vị là đây không phải là lần đầu tiên mà những chính quyền trước họ cũng có thực thi như vậy. Tuy nhiên,
những người mà có con nhỏ theo cùng thì con nhỏ thì không có thể ở tù được, trẻ em thì không có bị giam cầm tù theo luật của Hoa Kỳ. Và như vậy thì cái khả năng, cái chance mà những cái người này, những di dân bất hợp pháp mà có con nhỏ thì có khả năng cao hơn để được xin tị nạn. Và với cái chính sách bất khoan nhượng, bất khoan dung này đó, thì chính phủ đang thắt chặt, tức là bây giờ thậm chí kể cả những cái di dân vượt biên trái phép như vậy có con nhỏ thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, họ vẫn bị giam giữ và con cái thì bị tách riêng. Như ngày Hương Giang đã loan tới quý vị là theo quy định thì những đứa trẻ này sẽ được Bộ Y tế trông nom khoảng 72 giờ, sau đó thì chúng được trao qua cho bên tuần cảnh biên giới và chúng có thể ở trong shelter vài tuần, vài tháng và có thể là thời gian lâu hơn, trong thời gian nhà chức trách để tìm ra những cái người thân nhân hoặc là gia đình của những đứa trẻ này, hoặc là những gia đình nào mà nhận những cái đứa trẻ này. Nhưng mà các luật sư thì họ cho biết là cái khả năng mà đoàn tụ với bố mẹ thì nó rất là thấp chứ không phải đơn giản, bởi vì hiện nay theo cái hệ thống của Hoa Kỳ thì cái vấn đề này nó không có được rõ ràng cho lắm. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cũng có những cái câu chuyện mà rất là xúc động, tức là có những người họ đã quyên tiền để cho những cái gia đình này chẳng hạn, nhưng mà anh Nam biết là cũng có rất là nhiều người họ cho rằng cái vấn đề này, tức là một khi mà những gia đình này, những bố mẹ họ đã chấp nhận là rủi những cái rủi ro như vậy, và bây giờ cái việc mà tách con cái ra khỏi bố mẹ nhưng mà những cái đứa trẻ này thì vẫn được chính phủ chăm nom, thì có nhiều người họ cho rằng là truyền thông đã thổi phồng những cái câu chuyện một cách quá đáng. Anh Nam nghĩ như thế nào? Nếu nói vậy cũng oan cho truyền thông, cũng oan cho truyền thông thưa quý vị, bởi vì có một cái nhìn về sự kiện này nè. Trong lịch sử của Hoa Kỳ thì có ít khi nào có một trường hợp là 5 vị đương kim đệ nhất phu nhân hay là cựu đệ nhất phu nhân cùng lên tiếng về một vấn đề, mà đặc biệt 5 vị cựu và đương kim đệ nhất phu nhân là ở hai cái đảng khác nhau mà họ cùng lên tiếng về một vấn đề. Thì chúng ta thấy rằng sau khi bà Melania Trump, đệ nhất phu nhân là vợ ông Tổng thống Trump, lên tiếng vấn đề này và cho rằng chúng ta cần luật lệ nhưng mà cũng cần một trái tim, cũng cần một trái tim, ý muốn nói là lòng thương người, lòng nhân đạo, và cho rằng cái việc mà tách bố mẹ ra khỏi con cái, có những đứa nó còn đang bú sữa mẹ, là cái hành động bất nhẫn, cái hành động nó bất nhẫn. Và sau khi bà mà Melania Trump lên tiếng về vấn đề này thì thiên hạ bàn tán xôn xao là cái chính sách của bà nó đi ngược lại chính sách của ông chồng. Thì cái chính sách của cái quan niệm, cái chính sách của bà Melania Trump nó trái ngược với chính sách của ông Trump. Và chúng ta thấy đó, bà còn kêu gọi hai đảng nên hợp tác với nhau để giải quyết một vấn đề này. Thì giải quyết như thế nào là vấn đề lớn. Thì báo chí bàn ra tán lại cũng nhiều, nhưng mà các cựu đệ nhất phu nhân cũng lên tiếng. Chúng ta thấy sau bà đệ nhất phu nhân lên tiếng đó, thì bà Michelle Obama cũng lên tiếng, đúng không? Rồi tới bà Laura Bush, vợ con Bush con cũng lên tiếng. Người ta thấy cái bà Hillary Clinton, vợ ông Tổng thống Bill Clinton cũng lên tiếng. Và đặc biệt một người lớn tuổi là bà Carter, vợ ông Tổng thống Jimmy Carter cũng lên tiếng với vấn đề này. Như vậy chẳng lẽ mấy bà cũng nói oan, mấy bà cũng thổi phồng? Và chúng ta thấy cái thổi phồng sao được khi mình 5 vị đương kim và cựu đệ nhất phu nhân đều lên tiếng tố cáo vấn đề này. Họ dùng những ngôn ngữ với nhẫn tâm, dã man, man rợ không thể có ở tại cái đất nước của chúng ta, ngược với giá trị của đất nước chúng ta. Họ dùng những ngôn ngữ tương đối khá nặng nề, mà đó là những người ở vai trò là người đàn bà đệ nhất, từng là đệ nhất nước Mỹ hoặc đang là đệ nhất nước Mỹ. Và họ cũng kêu gọi hai đảng, họ đến từ hai đảng và họ kêu hai đảng nên đoàn kết với nhau để giải quyết vấn đề này. Trở lại Hương Giang. Dạ, thưa quý vị, theo tường trình từ tờ Wall Street Journal vào tối ngày hôm nay, trong cái cuộc họp vào tối ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump, ông cho rằng là với những gì đang xảy ra, đang diễn ra, tức là với những cái lời lên án như vậy thì nó không có lợi về mặt chính trị lắm.
và ông tuyên bố là không cẩn thận thì ông có thể đảo ngược cái chính sách này. Thì chúng ta chờ xem thử là liệu những hai cái dự luật mà được Hạ viện để đưa ra đó thì có được thông qua hay không, và hai cái dự luật về di trú này nó có giúp Hoa Kỳ củng cố lại cái hệ thống di trú của mình hay không thì chúng ta còn phải chờ xem, bởi vì trước mắt thì còn rất là nhiều vấn đề, cái đoạn đường đi nó còn rất là dài. Bên cạnh đó thì tiểu bang New York họ cũng cho biết là họ đang dự tính cũng khởi kiện chính phủ Donald Trump về cái việc chia cắt trẻ em khỏi bố mẹ như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy một vấn đề pháp lý, và Hương Nhan cũng theo dõi xem thử là cái vụ kiện của người phụ nữ của người mẹ từ Guatemala thì sẽ đi đến đâu, chúng ta phải chờ xem. Cũng liên quan đến Hạ viện vào ngày hôm nay đó nè, thì Hạ viện chính xác là Ủy ban Ngân sách của Hạ viện, tức là Hạ viện của những người Cộng hòa ở Hạ viện, họ công bố một cái kế hoạch. Kế hoạch này có tên là một tương lai nước Mỹ tươi đẹp hơn. Cái kế hoạch này là một cái kế hoạch ngân sách để nhằm cân bằng ngân sách trong 9 năm tới. Nhưng mà cái điểm đáng nói là trong cái kế hoạch này chủ yếu phần lớn là cắt ngân sách từ những cái chương trình mà về phúc lợi, quyền lợi, chẳng hạn như trong đó có chương trình Medicare hay là chương trình an sinh xã hội, mà chúng ta nhớ là hai chương trình này là hai chương trình mà Tổng thống Donald Trump thề là sẽ không có đụng tới. Thì cái ngân sách này chưa biết, bây giờ đây là chỉ là một cái đề nghị mà thôi, đó là đoạn đường đi thì còn dài lắm, tức là hiện nay thì chúng ta chưa biết là Hạ viện liệu họ có quyết định đưa cái kế hoạch này ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu hay không. Mà cho dù là Hạ viện có thông qua đi chăng nữa thì những cái ảnh hưởng, những cái tác động từ cái kế hoạch này nó cũng không có nhiều lắm. Tại vì sao, thưa quý vị, theo các nhà phân tích thì cho thấy, nhưng mà các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng trong cái thời điểm hiện tại này với cái kế hoạch này thì cho thấy đây là một trong những ưu tiên của Cộng hòa trước cái giai đoạn mà hiện nay thâm thủng cũng như nợ quốc gia nó đang tăng và tăng rất là nhanh. Và một trong những cái yếu tố mà làm cho cái nợ quốc gia và thâm thủng quốc gia nó tăng nhanh như vậy là một trong số những cái quyết định chính sách của Cộng hòa, chẳng hạn như là các giảm thuế chẳng hạn. Và với trong cái kế hoạch này thì họ sẽ, cái đề nghị của Ủy ban Ngân sách Hạ viện là đề nghị cắt 531 tỷ, nếu mà Hương Nhan nhớ không có nhầm con số chính xác như vậy, tức là hơn 500 tỷ Mỹ Kim từ Medicare. Và đối với chương trình an sinh xã hội thì cắt giảm ít hơn, chỉ khoảng 4 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Và họ đề nghị là đối với cái an sinh xã hội thì họ sẽ cắt những cái quyền lợi mà được hưởng khi mà bị thất nghiệp, cũng như là họ kêu gọi những cái nhân viên liên bang, trong đó có cả thành viên của Quốc hội, thì đóng góp nhiều hơn nữa vào những chương trình hưu trí của họ chẳng hạn. Trở lại với Nam. Hôm nay với đề tài rất lớn đó, là đề tài thuế, cái thuế nhập cảng hàng từ Trung Quốc. Cô có theo dõi đề tài nào? Dạ thưa anh Nam, Hương Nhân được biết là chỉ số Dow Jones thị trường chứng khoán lại bị rớt điểm, bởi vì trước cái tình trạng là trước những cái dấu hiệu hết sức là rõ ràng là cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang. Chính vì vậy mà cái sức khỏe của thị trường chứng khoán nó không có được tốt đẹp lắm, không có khả quan lắm, phải không anh ạ? Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày năm độc khá thú vị về cuộc chiến tranh thương mại có thể ập đến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Câu chuyện này thì nó dài dòng, chúng ta sẽ có một bài nói chuyện khác trong chương trình thời sự 60 phút để nói chuyện này. Hôm nay trong khuôn khổ của bản tin thời sự buổi tối, trong chương trình chào buổi tối đó, thì có thể tóm tắt ngắn gọn như thế này. Trong thời gian vừa qua, ta nói giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có gần như 100 điều hay 99 điều bất đồng. Có một điều đồng thuận duy nhất đó, là cái thái độ của hai đảng đối với thương mại với Trung Quốc. Thì hai bên, Dân Chủ Cộng Hòa, đều đồng thuận gần như tuyệt đối. Chúng thấy trong cái tuần trước đó, có một cái chuyện là cả hai đảng đều bỏ phiếu là chặn đứng lại cái việc mà ông Tổng thống Trump muốn cứu lại công ty GTE. Cả hai đảng đều biểu quyết giống nhau là chặn đứng lại cái chuyện này, chặn đứng cái chuyện mà cứu công ty GTE. Thì cái đó
nó một chuyện, nó đúng là tách ra một chuyện đơn lẻ đó thì không có gì quan trọng, nhưng mà nó đặt trong cái bối cảnh lớn thì chuyện này là một cái sự phản ánh một cái xu hướng mới của nước Mỹ đối với Trung Quốc, và kể cả dân chúng và kể cả đảng. Và khi bỏ phiếu như vậy, người ta thấy điều gì? Ta thấy Trung Quốc không còn bạn tại Hoa Đại Đô, còn rất là ít bạn Hoa Đại Đô. Tại vì sao thưa quý vị? Chúng ta lật lại trang sử cũ chút xíu. Là vào năm thập niên 1970, nước Mỹ đứng trước cái sự đe dọa của phe đỏ. Và nước Mỹ dùng tách rời để trị, tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô, biến Trung Quốc theo chính sách engagement, chính sách nhập cuộc với Trung Quốc, để kéo Trung Quốc ra khỏi cái khối của Liên Xô ảnh hưởng Đông Âu. Cái chính sách Mỹ qua Kissinger và Tổng thống Nixon lúc đó thành công. Và Mỹ cũng đã hy sinh nhiều quốc gia, trong đó đó hy sinh cả Việt Nam Cộng Hòa, hy sinh cả Hoàng Sa của Việt Nam, và hy sinh cả cái Đài Loan nữa, để chiều lòng chính sách một nước Trung Quốc và tham vọng Bắc Kinh, để đổi lấy một cái điều là đưa Bắc Kinh trở về với thế giới thân Mỹ, và chịu cái phục tùng của thế giới, trật tự thế giới mà Mỹ đã, đang và sẽ đánh đạp. Cho nên có thể nói là Mỹ dùng tất cả đầu tư, vốn luyến, đưa công ty qua trong những điều kiện rất là bất lợi cho Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái mục tiêu phải chiến thắng Liên Xô lúc đó, chiến thắng khối đỏ lúc đó, cho Mỹ đã từng theo chính sách engagement với nhiều cái thiệt hại về phía Hoa Kỳ. Và chính sách đó liên tục từ thập niên 1970, từ khi hiệp ước và thương mại 1974 cho đến giờ này. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó, người ta mới thấy không còn nhìn Trung Quốc là một đồng minh phát triển, một đồng minh chiến lược nữa, mà với cái tình trạng ngang nhiên muốn chiếm lĩnh Biển Đông, với tình trạng làm ăn với Mỹ như vậy, cho nên Trung Quốc bây giờ trước cái mắt của người Mỹ không còn cái chủ nghĩa là engagement nữa, chủ nghĩa hợp tác để cùng phát triển nữa, giúp Trung Quốc nó phát triển nữa, mà Hoa Kỳ qua cái phát biểu của ông Trump trước đây là coi Trung Quốc cùng với Nga là những đối thủ, những thù địch về mặt chiến lược. Và không phải chỉ có ông Trump nói, mà phía Đảng Dân Chủ cũng nghĩ như vậy, Đảng Cộng Hòa Dân Chủ nghĩ như vậy. Cho nên khi mà ông Trump đã quyết định hôm thứ ba ngày trước đó, ông ta quyết định là tăng thuế lên 25% lên một cái hàng hóa nhập cảng ở Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỷ đó. Thì ông lãnh tụ của Đảng Dân Chủ khối thiểu số tại Thượng viện, ông Schumer đã ca ngợi quyết định này. Ít có khi người ta thấy cái chuyện này. Và thưa quý vị, bây giờ không phải chỉ có Hoa Kỳ, mà không phải chỉ có những người thân Mỹ, mà tất cả các bà hàng của Trung Quốc đều có cảm giác như vậy. Họ chà đạp tin đức luật lệ IMF, họ chà đạp đến WTO, họ chà đạp tất cả nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Họ chỉ vắt tất cả cái lợi về phía cho mình thôi. Và khi mà đứng trước tình trạng này đó, thì bây giờ Trung Quốc đối xử Mỹ như thế nào, khi trong ngày hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ tăng thêm 10% trong tổng giá trị hàng nhập cảng nữa này, 200 tỷ nữa. Yeah. Và Trung Quốc bây giờ có hai đường sự chọn lựa. Một là chống lại, và hai là thôi thì mình làm ẩu quá, mình bốc lột quá, mình vắt xác của người ta ra quá để chơi sự phát triển của mình, thì thôi chiều Mỹ đi. Một số bài bình luận trên thế giới này yêu cầu Trung Quốc phải chiều Mỹ, phải lắng nghe Mỹ trong vấn đề này, bởi vì phải chấm dứt lại cái tình trạng làm ăn mà ông Peter Navarro cho rằng chết dưới tay Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc không đi theo con đường đó. Họ theo từ thập niên 70 cho đến bây giờ năm 2018, họ theo một chính sách đó, là
móc túi người khác, ăn cướp về kỹ thuật, ăn trộm về sản phẩm trí tuệ. Họ coi như họ muốn lấy gì của ai thì họ lấy, họ muốn làm cái gì của ai họ làm, họ sinh hoạt, họ là thành viên quan trọng trong IMF thì họ lại tạo cái ngân hàng phát triển hạ tầng để cạnh tranh. Họ ở trong WTO, nghĩa vụ thì họ không làm, nhưng mà quyền lợi thì họ đòi hỏi. Chơi với Mỹ thì cánh cửa họ đóng lại, cánh cửa họ đóng lại, họ vặt lông Mỹ. Cho nên đến bây giờ nước Mỹ không phải là ngây thơ, mà cái chính sách mà nó kéo dài trong 5-6-7 thập niên nay đó đã chứng tỏ là nó không có quốc nữa. Và Trung Quốc không coi Mỹ là một partner, một đàn anh, một người đã giúp đỡ mình để phát triển. Và họ đối đầu của Mỹ, chiếm lấy những cái lĩnh vực mà Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục cầm đầu. Đó là trật tự thế giới mới. Cho nên bây giờ họ làm gì? Họ trả đũa lại. Họ trả đũa lại Mỹ. Họ đưa ra cái comprehensive plan, một cái kế hoạch tổng quát. Trong đó không những là đánh thuế hàng của Mỹ, mà họ còn tính đánh vào các công ty của Mỹ đang làm ăn Trung Quốc. Thì thưa với tất cả quý vị, cái cuộc chiến nó đang đi tới cái đỉnh điểm của nó là có thể sẽ nổ ra. Và nếu Trung Quốc không hồi tâm, hồi đầu quay lại và lắng nghe phía của Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, khó có thể nào mà tránh được cuộc chiến tranh này. Và cái cuộc chiến tranh này nó nổ ra đó, thì Hoa Kỳ chỉ là cái phát pháo mở đầu thôi. Nó có thể xảy ra tại Âu Châu, nó sẽ xảy ra tại Úc, nó xảy ra tại Á Châu, nó xảy ra tại Canada, nó xảy ra Mexico. Thì Trung Quốc sẽ đối đầu với một cái sự mà đương đầu với chiến tranh thương mại toàn thế giới. Và cái điều thưa quý vị, lần đầu tiên cái tiếng nói của ông Trump về vấn đề chiến tranh thương mại được lưỡng đảng ủng hộ và được người dân Mỹ và thế giới ủng hộ. Cho nên có phải chăng đây là sự kết thúc và cáo chung cái giai đoạn mà ôm cái con rắn độc Trung Cộng vào trong lòng mà cứ tưởng là người tình là ân nhân. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này, và có lẽ chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để đi sâu về vấn đề này trong các bản bình luận sắp tới cho quý vị. Trở lại Hương Giang. Dạ thưa quý vị, nhiều người cho rằng là Trung Quốc cần đến thị trường Mỹ nhiều hơn là Mỹ cần đến thị trường Trung Quốc. Điều này không phải là không có đúng, tại vì thị trường Mỹ được xem là một thị trường xuất cảng khổng lồ đối với Trung Quốc. Nhưng mà nếu như quả thật có một cuộc chiến thương mại mà xảy ra đó Nam, như theo lời anh Nam đánh giá hồi nãy, thì chúng ta phải nhớ là vào tháng 7 thì Âu Châu, Canada và ngay cả Mỹ Tây Cơ họ cũng đã tuyên bố là sẽ đáp trả cái chính sách về thuế nhập cảng của Hoa Kỳ. Như vậy thì cái tình hình cuộc chiến thương mại này nó không có chỉ giới hạn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà có thể là một cái cuộc chiến thương mại lớn hơn. Và chúng ta phải chờ xem. Và Hương Giang muốn quay trở về với tình hình tại Tòa Bạch Ốc thưa quý vị. Trước đây thì Hương Giang đã loan tin với quý vị là truyền thông đã loan tin mà nhân vật chính bác bỏ đó là bà Sarah Sanders đang có ý định là vào cuối năm nay, tức là sau kỳ bầu cử giữa kỳ, sau tháng 11 thì bà sẽ rời Tòa Bạch Ốc. Mặc dù phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc bà Sarah Sanders đích thân là bác bỏ cái tin này, nhưng mà truyền thông cho rằng là bà đã tâm sự với bạn bè thân thiết là như vậy. Và ngay cả cấp phó của bà là ông Rasha cũng dự tính là sẽ rời Tòa Bạch Ốc. Chúng ta thấy là trong suốt thời gian vừa rồi thì vấn đề nhân sự là một trong những vấn đề đau đầu ở Tòa Bạch Ốc. Và Tòa Bạch Ốc thưa quý vị đang mất thêm một nhân vật cũng... ông Joe Hakim. Ông được xem là cấp phó của Tổng lý John Kelly. Ông là phó Tổng lý. Ông là một trong những nhân vật được xem là đứng đằng sau cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vừa rồi giữa ông Donald Trump với ông Kim Jong-un. Ông là người sắp xếp những cái cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump ngay sau khi mà ông nhậm chức và đã gặp gỡ những một số nguyên thủ quốc gia khác. Và ông Hagin được cho là sẽ rời Tòa Bạch Ốc và sẽ quay trở về với cái khu vực tư nhân, khu vực tư, và ông không có làm cho chính phủ nữa. Thì chúng ta thấy là đây là một cái mất mát lớn đối với Tòa Bạch Ốc, và Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay cũng đã gửi ra thông báo công nhận điều này. Và
Thưa quý vị, sắp tới thì chúng ta không biết là còn có ai sẽ rời tòa Bạch Ốc nữa, nhưng mà rõ ràng là những cái nhân vật được xem là talented, những nhân vật được xem là có khả năng, có tài thì lần lượt cũng đã đi hết rồi. Thì không biết là ai sẽ thay thế vị trí của ông Hagin đây. Và bên cạnh đó, vào tối ngày hôm nay thì CNN đã loan tin là họ loan tin dựa vào những cái nguồn tin cho biết là ông Michael Cohen, luật sư Michael Cohen, cho biết là đang sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra và sẵn sàng cung cấp những cái thông tin mà liên quan đến ông Donald Trump. Nếu đúng như vậy thì những cái thông tin này sẽ được xem là những cái thông tin bùng nổ trở lại bên nào. Ngoài những cái tin tức đó, một cái tin tức hôm nay được chú ý nhiều đó là cái chuyến đi của Kim Jong-un lần thứ ba chỉ trong vòng 3 tháng sang gặp Tập Cận Bình. Cô có theo dõi không? Dạ, Hương Giang biết bản tin này vào tối ngày hôm qua, bởi vì tối ngày hôm qua thì ở bên Á Châu là giờ sáng. Thì vào tối ngày hôm qua thì được biết là ông Kim Jong-un đã có một chuyến công du đến Trung Quốc một lần nữa. Và truyền thông Trung Quốc ở những cái màn hình mà công cộng đó nè, có cho thấy và cho thấy là ông Tập Cận Bình cùng phu nhân và ông Kim Jong-un cùng phu nhân đã đứng cạnh nhau. Và Trung Quốc sau đó, các tờ báo của chính phủ Trung Quốc cho biết là ông Tập Cận Bình ủng hộ cái việc mà cho biết là ông ủng hộ cái việc mà Bắc Kinh ngưng cái chương trình hạt nhân của mình, và ông lấy làm hãnh diện và cũng đóng góp một phần vào cái tiến trình hòa bình này. Nhưng mà mục đích của chuyến đi này là như thế nào, Hoàng ạ? Cái mục đích chuyến đi đó thì thưa quý vị, cái chuyện mà với cái mức độ mà 3 lần trong 3 tháng đó, mà Kim Jong-un sang gặp Tập Cận Bình đó, thì cái điều đó cho thế giới thấy rằng ông Tập Cận Bình vẫn là chủ của ông Kim Jong-un. Và cái tiến trình và giải trừ một cái hạt nhân mà giữ gìn cái khu vực Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định, nó không thể tách rời cái vai trò của Trung Quốc. Cho dù ông Trump có gặp ông Kim Jong-un có gặp ông Trump riêng, nhưng mà cái điều đó, một cái signal, một cái tín hiệu cho thế giới thấy rằng cái chuyện giải quyết về bán đảo Triều Tiên thì không thể tách rời khỏi cái vai trò của Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là gì, thưa quý vị? Trong cái bàn cờ này đó, thì mỗi bên có những lợi ích riêng của mình. Tuần trước thì Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc xóa bỏ cấm vận đối với Bình Nhưỡng. Sau cái cuộc họp thượng đỉnh của ông Trump và ông Kim Jong-un thì Nga lên tiếng về vấn đề này tại Liên Hợp Quốc. Thì chuyến này về phía ông Kim Jong-un đó, ông cũng muốn thêm một cái lá phiếu nữa từ Trung Quốc là xóa bỏ cái cấm vận đối với Bình Nhưỡng. Xóa bỏ cấm vận Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Thì cái điều này đó cho phía Bắc Hàn đó, đang tìm kiếm một giải pháp hy sinh đó, thì chưa hy sinh gì hết. Đến giờ này anh chưa nói cái chuyện, chỉ một lời hứa hẹn suông là giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhưng mà cái kế hoạch cụ thể thì chưa ai biết có hay không. Nhưng mà anh đạt được cái điều gì? Anh đạt thứ nhất là Mỹ và Nam Hàn ngưng tập trận. Bây giờ anh muốn cần đạt tới hai điều nữa. Cái điều thứ hai đó là Mỹ phải rút quân ra khỏi Nam Hàn. Và điều thứ ba đó là xóa bỏ cái cấm vận trừng phạt lên Bắc Hàn. Trong khi đó anh ta thương lượng một cách cũng rất là lấu cá, đúng không? Là anh ta được nhiều thứ quá, nhưng mà anh mất cái điều Mỹ muốn anh mất, Nam Hàn muốn anh mất, thế giới muốn anh mất, là hủy bỏ cái vấn đề hạt nhân. Thì ai có biết, trong quý vị có ai biết Kim Jong-un chịu điều này không? Anh hứa một lời hứa mà theo một số nhà phân tích cho là câu giờ thôi. Nhưng mà để được hưởng xóa bỏ cấm vận, được hưởng Mỹ và Nam Hàn ngưng tập trận, được hưởng có thể đang cố gắng là Mỹ rút quân. Ông Trump cũng đã sẵn sàng rút quân kia mà, có thể rút quân kia mà. Cho nên đó, cái này đó, thì có cái chỗ quyền lợi của Trung Quốc và quyền lợi của Bắc Hàn nó chồng chéo lên nhau. Chúng ta biết từ lúc mà
Bắc Hàn sản xuất cái vũ khí nguyên tử đó, thử vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn, thì Mỹ đưa hệ thống THAAD vào trong cài đặt tại Nam Hàn. Mà sức mạnh của dàn hỏa tiễn, cái dàn mà hỏa tiễn phòng thủ THAAD á, nó có một sức mạnh tình báo rất kinh hoàng. Trên Bắc Kinh rất là phẫn nộ, thậm chí Bắc Kinh còn trừng phạt Nam Hàn là cấm du lịch nữa, cấm du lịch và làm ăn với Nam Hàn một thời gian nữa. Thì người ta thấy rằng Bắc Kinh rất sợ điều đó. Vậy Bắc Kinh và Bắc Hàn có những cái quyền lợi giống nhau, ví dụ như không muốn Hoa Kỳ tập trận khu vực đó, không muốn cái sự ảnh hưởng của Mỹ và Nam Hàn càng gia tăng, không muốn cái Mỹ đóng quân tại Bắc Hàn và tại Nam Hàn. Cho nên hai cái nhân vật này ngồi lại với nhau để giải quyết một số vấn đề chung. Kim nhờ Tập cũng muốn Kim làm chuyện này chuyện nọ. Thì cái cuộc họp này được xem là một cuộc họp mà hai bên đi tìm kiếm một cái cách. Bên ngoài thì họ đóng cái vai khác. Bên ngoài họ đóng vai gì? Là ông Tập Cận Bình ủng hộ một giải pháp hòa bình và thịnh vượng tại bán đảo Triều Tiên. Ông thúc đẩy cho Kim Jong-un là đẩy nhanh cái tiến trình và toàn diện cái tiến trình giải trừ vũ khí nguyên tử. Cái bên ngoài cái áo choàng như vậy thì nghe ông Tập Cận Bình làm tay đạo đức, một tay vì hòa bình nhân loại. Nhưng mà thực sự ra đó, có phải như vậy không đó, đó làm chuyện khác. Còn Kim Jong-un đó, thì tuyên bố là muốn giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhưng do đến giờ này, chừng nào Kim Jong-un làm thì chưa biết. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng cái thế giới ngày nay đó, cái việc mà hiểu được cái bản chất và hiện tượng. Hiện tượng thì bên ngoài họ có thể nói gì nói, nhưng bản chất thực sự có phải như vậy không? Bản chất thực sự là Trung Quốc muốn giảm đi cái ảnh hưởng của Mỹ, Nga muốn giảm đi ảnh hưởng của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Và Nga và Trung Quốc muốn bảo vệ đàn em của mình là Bắc Hàn. Và họ tìm cái cách để đối phó với Mỹ trong con đường đi tới. Thì bản chất đó là như vậy. Trở lại hướng dẫn. Liên quan đến vấn đề, cũng liên quan đến cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump với ông Kim Jong-un. Lẽ ra vào ngày mai, ngày thứ tư, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ có một cái cuộc họp với Thượng viện, chính xác ở đây là Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, để thông báo, để báo cáo, để nói về cái thỏa thuận của cuộc họp sau cái cuộc họp hội nghị thượng đỉnh này. Tuy nhiên vì lý do nào đó thì cái cuộc họp này đã bị hủy, và về phía ông Mike Pompeo cho biết là sẽ dời sang tuần sau, không cho biết lý do. Tuy nhiên theo những cái nguồn tin mà giấu tên cho biết là hai bên đã trao đổi qua lại tới lui rất là về cái thời gian cũng như là về cái chủ đề trong cái cuộc họp này, thì có vẻ như là họ vẫn chưa có đạt được tới cái thỏa thuận như là mong muốn. Và vào ngày hôm nay, theo đúng dự đoán, thì Hoa Kỳ đã tuyên bố là rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Và bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley cho biết là cái lý do mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là tại vì cái tổ chức này đạo đức giả và có rất là nhiều thành kiến đối với Israel. Sở dĩ mà cái tuyên bố này, cái việc rút chân ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, nó không có gì ngạc nhiên, bởi vì trước đây, cách đây một năm, thì bà Haley đã tuyên bố, đã cảnh báo là nếu như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có giải quyết được những cái vấn đề, cụ thể là vấn đề ở đây là cái thành kiến đối với Israel, và bà còn đưa ra nữa là bà cho rằng là cái tổ chức này thực ra đang bảo vệ những cái kẻ mà vi phạm nhân quyền. Và bà cho rằng là trong cách đây một năm thì bà cho rằng ví dụ như những cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có Trung Quốc chẳng hạn, có Ả Rập Saudi chẳng hạn, thì những cái quốc gia này là những cái quốc gia vi phạm về nhân quyền. Và thưa quý vị, đây, cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 2006 và hiện nay thì có 47 thành viên. Vào thời gian đó, vào năm 2016, thì đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chính là ông John Bolton, hiện nay đang là cố vấn an ninh quốc gia. Và ông John Bolton vào thời điểm đó đã bỏ phiếu chống cái việc thành lập cái tổ chức này. Và thưa quý vị, cái quyết định của Hoa Kỳ đã khiến một số đã khiến cho tổ chức giám sát về nhân quyền phản đối, và một số nhà lập pháp dân chủ cũng phản đối, cũng lên án quyết định này. Trở lại với Nam. Có lẽ chương trình game này cũng hơi dài. Hương Giang có câu chuyện con mèo, con chuột gì đây không?
Thưa anh Nam, ngày nào thưa quý vị, ngày nào anh Nam cũng hỏi Hương Nhan câu đó. Có một cái tin Hương Nhan rất là thú vị, trước đây Hương Nhan từng chia sẻ với anh Nam và quý vị, đó là có một bác 80 mấy tuổi rồi mà vẫn tham gia chạy cuộc thi chạy bền, hoặc là một cụ bà 100 tuổi, đúng ngày 100 tuổi, cụ bà ở Houston, Texas cũng vẫn đi làm bình thường. Thì quý vị biết có một cái bản tin từ Melbourne của Florida, thì có một ông cụ năm nay 101 tuổi và tháng 7 này thì được 102 tuổi, mà cụ vẫn làm tình nguyện viên giao cơm trong cái chương trình Meals on Wheels ở địa phương. Thì đây là một cái bản tin, những mỗi lần Hương Nhan đọc những cái bản tin này thì những cái bản tin rất là đáng khích lệ. Trong khi đó thì quý vị có biết có một sinh viên, thực ra sinh viên này chỉ mới 15 tuổi thôi, mà vừa rồi đã tốt nghiệp trường đại học UC Davis ở miền Bắc California. Thì những cái bản tin này là những cái bản tin rất là khích lệ, phải không anh ạ? Bản tin không phải là bản tin con mèo rồi cô. Dạ, không phải bản tin con mèo. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Chào Buổi Tối của hệ thống truyền thông Cali Today, và chúc quý vị một đêm ngủ bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai. Xin chào quý vị, chào Hương Giang. Dạ, cảm ơn anh Nam và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.